Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sáng 28 tháng 8, có 198.614 bệnh nhân COVID-19 khỏi, 985 ca đang thở máy và ECMO. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 410.366 ca COVID-19, đứng thứ 63 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước như Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.126, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 198.614 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.939, thở oxy dòng cao 1.222, thở máy không xâm lấn 93, thở máy xâm lấn 866, ECMO 26. Số bệnh nhân tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 685.699 xét nghiệm. Tình hình tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 8 có 298.212 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Trưa 27 tháng 8, hơn 1,4 triệu liều AstraZeneca về thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm chủng gần 19 triệu liều vaccine COVID-19. Hơn 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số vaccine đã tiếp nhận tại Việt Nam đến nay khoảng hơn 27 triệu liều. Việt Nam đã tiêm chủng gần 19 triệu liều vaccine COVID-19. F0 ở Long An hồi phục sau 10 ngày thở máy. Sau 10 ngày được đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương tại Long An tận tình chăm sóc, nam bệnh nhân 26 tuổi đã đủ điều kiện xuất viện. Trước đó ngày 17 tháng 8, nam bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Hồi sức COVID trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng nặng bị suy hô hấp và tổn thương phổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An cho biết, sau khi tiếp nhận, người bệnh được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Ekip cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, phối hợp thở oxy dòng cao và đáp ứng khá tốt. Đến ngày điều trị thứ 8, người bệnh đã cai được thở oxy dòng cao và tiếp tục thở oxy kính đến ngày thứ 10 và được xuất viện. Tập thể thầy thuốc đã hướng dẫn người bệnh những biện pháp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và cách ly theo quy định. Các địa phương tiếp tục chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương chống dịch COVID-19. Đoàn công tác gồm 23 cán bộ nhân viên ngành y tế có kinh nghiệm, trình độ và năng lực của tỉnh Lai Châu đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đợt 2. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 6 tháng 8, đoàn công tác gồm 50 y bác sĩ của tỉnh Lai Châu đã xuất quân hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu tiên. Bệnh viện C Đà Nẵng cử đoàn chi viện đợt này gồm 15 bác sĩ, 29 điều dưỡng viên, 5 kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm từ các khoa phòng của bệnh viện. Trong đợt giao quân này, tỉnh Hòa Bình lựa chọn 20 cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương và 3 cán bộ y tế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với quân khu 3 tham gia công tác chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Trước khi lên đường, tất cả cán bộ y tế tham gia đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR, cấp giấy báo tử, lưu trữ hồ sơ chậm nhất 24 giờ từ khi người bệnh tử vong. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi bệnh viện trực thuộc bộ ngành, bệnh viện công lập và ngoài công lập, bệnh viện điều trị COVID-19 và các trung tâm y tế quận huyện về việc đăng ký khai tử trong tình hình dịch bệnh. Theo Sở Y tế, ngày 20 tháng 8, đơn vị nhận được công văn của Sở Tư pháp về việc đăng ký khai tử cho công dân trong tình hình dịch bệnh COVID. Nhằm đảm bảo công tác đăng ký khai tử và các vấn đề phát sinh đối với người tử vong được giải quyết thống nhất đúng quy định, Sở Y tế đề nghị đối với người bệnh tử vong tại các cơ sở y tế, đặc biệt các khu cách ly tập trung F1, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, phải thống nhất nguyên nhân tử vong giữa hồ sơ bệnh án và giấy báo tử, thực hiện đúng quy định việc cấp giấy báo tử, kể cả các trường hợp không liên hệ được với thân nhân, thực hiện ghi sổ và lưu trữ hồ sơ theo quy định chậm nhất 24 giờ kể từ khi người bệnh tử vong. Đối với người tử vong tại cộng đồng, khu dân cư, trung tâm y tế quận huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn cho trạm y tế phường xã thị trấn hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn cấp giấy xác nhận tử vong có mắc hoặc không mắc COVID chậm nhất 24 giờ kể từ khi nhận được khai báo của người nhà. Ca nhiễm đợt dịch thứ tư vượt mốc 400.000. Tròn 4 tháng từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ 27 tháng 4, tổng số ca nhiễm cộng đồng vượt mốc 400.000 ghi nhận tại 62 tỉnh thành. Hôm qua 27 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 12.901 ca nhiễm cộng đồng tại 42 tỉnh thành. Bình Dương bổ sung 4.508 ca từ những ngày trước, 10.126 người khỏi bệnh, 386 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An đều ghi nhận con số người mắc COVID-19 tăng so với những ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID đến nay là 10.053 ca, chiếm 2,4% số ca nhiễm. 4 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. 4 tỉnh Bắc Cạn, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang qua 30 ngày. Tại Hà Nội, quận Nam Từ Liêm phong tỏa tạm thời tòa G2, chung cư Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với nCoV ở đây. Hơn 2.800 cư dân ở 720 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà. Khoảng 106 người ở tầng 27, nơi có ca dương tính và 100 nhân viên tòa nhà được lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ quyết định quy mô phong tỏa ở cả tòa hay chỉ lập chốt khu vực nguy cơ để hạn chế ảnh hưởng đời sống dân cư. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Mễ Trì nói. Theo CDC Hà Nội, ca dương tính là nữ 36 tuổi, trú tại tầng 27, tòa G2, chung cư Vinhomes Green Bay. Ngày 26 tháng 8, chị xét nghiệm nhanh ở Bệnh viện Thu Cúc, CDC Hà Nội, khẳng định dương tính với nCoV, trưa 27 tháng 8. Tại quận Hoàng Mai, chính quyền mở rộng phong tỏa khu dân cư cạnh bến xe Giáp Bát sau khi xác định 31 ca dương tính tại đây. Khu vực phong tỏa gồm 490 hộ dân với hơn 1.900 người sẽ bị cách ly y tế đến mùng 7 tháng 9. Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 2.874 ca dương tính với nCoV, trong đó số mắc ngoài cộng đồng là 1.502, số mắc được cách ly là 1.372. Về tiến độ nghiên cứu vaccine trong nước, hôm qua, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia cho biết đã chấp thuận kết quả thử nghiệm giữa kỳ giai đoạn 3A vaccine Nanocovax. Theo quy trình, hồ sơ của vaccine Nanocovax sẽ được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế để tiếp tục xem xét cấp phép khẩn cấp. Đại diện Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc cũng cho biết các chuyên gia đang nghiên cứu hồ sơ, chưa có lịch họp xem xét việc cấp phép vaccine Nanocovax. Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế, vaccine có thể được cấp phép trong vòng 20 ngày kể từ khi đại diện công ty nộp đủ hồ sơ đăng ký lưu hành cho Cục Quản lý Dược. Nanocovax là vaccine COVID-19 do công ty Nanogen nghiên cứu phát triển, hiện là ứng viên vaccine triển vọng nhất trong nước. Hôm 22 tháng 8, Hội đồng Đạo đức đã họp thẩm định báo cáo giữa kỳ pha 3A vaccine này, đánh giá về tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày giãn cách. Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 9 giờ tối ngày 27 tháng 8, thành phố xét nghiệm tổng cộng 231.741 mẫu, ghi nhận 5.357 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4.551 ca cộng đồng. Như vậy, tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 2,3%, nhưng tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm gần 85% so với tổng ca mắc. So với 26 tháng 8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay giảm 89.108 mẫu, nhưng tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu lấy tăng 1,1%, tỷ lệ F0 trong cộng đồng tăng 7%. Đáng chú ý có 2 quận có số F0 mới trong ngày đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện, chiếm 100% gồm quận 4, quận 5. Chẳng hạn, tại quận 5 trong ngày phát hiện 402 ca mắc mới thì tất cả đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện. Các quận 1, 6, 8, 12, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận thì tỷ lệ F0 qua tầm soát cộng đồng và bệnh viện cũng chiếm từ 90% trở lên đến gần 100%. Hôm nay là ngày thứ 5, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, triển khai kế hoạch xét nghiệm theo công văn 2817 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố ngày 22 tháng 8. Đây cũng là ngày thành phố ghi nhận ca F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội và những ngày trước. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự báo số lượng F0 tại thành phố sẽ tăng trong thời gian tới. Người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này đã nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế. Tổng đài phòng chống COVID-19 đầu số 1900 638090 đã được Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt với nhiều chức năng cấp cứu cộng đồng, bệnh viện tại nhà, túi thuốc điều trị F0, ATM oxy, thực phẩm cứu trợ và mai táng miễn phí. Các bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc COVID-19 sau khi gọi đến sẽ được các tổng đài viên ghi nhận thông tin và chuyển cho đội ngũ y bác sĩ để họ trao đổi, hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình điều trị. Thời điểm F0 dễ phát tán nCoV nhất. Theo nghiên cứu từ nhóm chuyên gia của Mỹ và Trung Quốc, thời điểm trước 2 ngày và sau 72 giờ khởi phát triệu chứng, bệnh nhân COVID-19 có khả năng lây lan nCoV cao nhất. Kết quả này được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và Trường Y tế Công cộng Đại học Boston, Mỹ thực hiện. Dự án phân tích trên các bệnh nhân COVID-19 có xét nghiệm khẳng định PCR ở tỉnh Chiết Giang trong thời gian tháng 1 đến tháng 8 năm 2020. Các tác giả xác định được gần 9.000 người tiếp xúc với F0. Họ là người sống cùng nhà, bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp, nhân viên trong bệnh viện, người đi chung xe với những F0. Nhóm nghiên cứu theo dõi F0 ít nhất 90 ngày sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Trong số này, 89% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình, 11% không có triệu chứng. Nhóm phát hiện người sống cùng hoặc tiếp xúc F0 nhiều lần có tỷ lệ lây nhiễm nCoV cao hơn so với các tiếp xúc khác. Đặc biệt, nguy cơ càng cao hơn ở các F1 tiếp xúc F0 trong hai thời điểm, 2 ngày trước khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng hoặc 3 ngày sau khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng. Nguy cơ cao nhất đạt đỉnh tại ngày 0. Điều này cũng có ý nghĩa, ngay trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân đã có khả năng lây nhiễm phát tán nCoV ra bên ngoài sang người lành. Thời gian phát tán SARS-CoV-2 cao nhất kéo dài tới 6 ngày. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện nếu F0 của họ không có triệu chứng, những F1 sau đó khi mắc COVID cũng có đặc điểm tương tự. Vì vậy, nhóm tác giả cảnh báo khi các F1 tiếp xúc F0 trong khoảng thời gian này và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính, chúng ta cần cẩn trọng để tránh hiện tượng âm tính giả. F1 vẫn cần tự cách ly theo dõi cho đến khi xét nghiệm PCR. Theo tiến sĩ, giáo sư dịch tễ Leonardo Martinez, Trường Y tế Công cộng Đại học Boston, Mỹ, trước đây các nghiên cứu đều tập trung về tải lượng virus hoặc số lượng virus trong đường hô hấp trên của F0 để dự báo khả năng phát tán nCoV của họ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc và Mỹ đã tìm thấy những bằng chứng khác để lý giải nguyên nhân một số F0 trở thành bệnh nhân siêu lây nhiễm. Chìa khóa nằm ở thời điểm họ khởi phát triệu chứng. Càng nhiều người tiếp xúc bệnh nhân trong thời gian họ dễ phát tán nCoV, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng càng nhanh càng nhiều. Tuy vậy, nghiên cứu này thực hiện trên chủng nCoV đầu tiên, chủng xuất hiện ở Vũ Hán. Do đó, các nhà nghiên cứu cũng tự nhận không thể khẳng định điều này với biến chủng Delta, vốn được cho là dễ lây lan, nguy cơ gây bệnh nặng hơn. Một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí The Lancet tháng 11 năm 2020 cho thấy bệnh nhân COVID-19 dễ phát tán nCoV nhất trong 5 ngày đầu tiên kể từ khi họ bị virus tấn công. Ngày 27 tháng 8, Việt Nam có 356 ca tử vong, 6.146 bệnh nhân nặng. Trong ngày, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 287 ca, Bình Dương 34 ca, Đồng Nai 13, Khánh Hòa 10, Long An 7, Đà Nẵng 2, Bến Tre, Sóc Trăng, Thanh Hóa mỗi nơi 1. Sau khi rà soát số liệu bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 1 đến 27 tháng 8 năm 2021, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới 2,1%. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.126, tổng số ca được điều trị khỏi là 198.616 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca. Ngày 26 tháng 8, Bộ Y tế phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ. Bộ Y tế ban hành văn bản số 7107 về việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng. Bộ Y tế ban hành quyết định số 4109 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID tại nhà. Theo đó, danh mục gồm 7 nhóm thuốc: hạ sốt, giảm đau, cân bằng điện giải, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, sát khuẩn hầu họng, kháng virus, chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu. Bộ Y tế ban hành quyết định số 4111 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Tiếp nhận 1.442.300 liều vaccine AstraZeneca thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của công ty VNVC. Đây là đợt giao vaccine thứ 10 và 11 của AstraZeneca. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6056 về việc sử dụng thuốc Monopiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ, trong đó người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Monopiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ như là sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở dưới 20 lần một phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời và không có dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy. Chương trình túi thuốc điều trị F0 tại nhà và cơ sở điều trị đang được thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai, dự kiến trong tuần này hoàn tất chuẩn bị 100.000 túi thuốc đưa về các địa phương để chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà. Thuốc điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 gói A, B, C sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.